Xin chào các bạn, mời các bạn đón xem chiếc Camry 2.5Q. Đây là cái phiên bản mới 2019, hiện tại đang nằm trên kho xe của chúng tôi. Phần đầu xe này, cụm đèn pha, nhìn rất là sang trọng, rất là đẳng cấp phải không các bạn? Logo Toyota ở chính giữa. Camry 2.5Q, cái phiên bản là phiên bản màu đen nhé. Là rằng gương cụp, tay nắm cửa, lốp và la rằng phía sau, phần đuôi xe Camry 2.5Q. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.